Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Thủ chính kẻ phá bỉnh Tô Lâm trên con đường ngồi vào ghế tổng bí thư Ngày 2 tháng 8, BBC tiếng Việt bình luận, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, bầu tổng bí thư mới như thế nào? Theo đó, sau khi ông Trọng qua đời, ghế tổng bí thư bị bỏ trống và chủ tịch nước Tô Lâm được giao điều hành lâm thời. BBC cho biết, bài toán mà đảng cần giải là ai sẽ làm tổng bí thư từ nay cho tới đại hội 14 đảng có 3 lựa chọn như sau. Chính thức bầu ra tổng bí thư mới, chọn một quyền tổng bí thư, giữ tình trạng như hiện tại, ông Tô Lâm tiếp tục đảm trách chức năng của một tổng bí thư. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Tuy nhiên, BBC cho rằng đảng Cộng sản Việt Nam phải sớm có một tổng bí thư chính thức, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị cho đại hội 14 đang bước vào giai đoạn quyết định. BBC cho hay, quy trình bầu tổng bí thư mới sẽ diễn ra theo điều 26 quy chế bầu cử trong đảng và quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 có quy định. Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương do Tổng bí thư khóa trước làm triệu tập viên khai mạc và chủ trì cho đến khi bầu xong đoàn chủ tịch hội nghị. Đoàn chủ tịch báo cáo về tiêu chuẩn Tổng bí thư và dự kiến nhân sự Tổng bí thư để hội nghị tham khảo. Họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định. Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử được đề cử nếu cần, lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử. BBC dẫn nhận định của giáo sư Kataya từ Úc từng nói về diễn biến sắp tới như sau: Tổng bí thư hoặc người đang giữ quyền tổng bí thư phải đề cử người kế nhiệm, tình hình hiện tại không rõ ràng. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm. BBC cho hay, tiêu chuẩn để được trở thành tổng bí thư được nêu trong quy định 214 năm 2020 của Bộ Chính trị. Một trong những tiêu chuẩn đó là phải hoàn thành một nhiệm kỳ trong bộ chính trị. Theo quy định này, tính ở thời điểm hiện tại chỉ có Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là đủ tiêu chuẩn để giữ chức tổng bí thư. BBC trích dẫn bài viết trên trang Asian Sentinel của ông David Brown, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, cho biết như sau. Hiện chỉ còn một người có khả năng ngán đường ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nếu ông Chính làm tổng bí thư, Việt Nam sẽ cần tìm ra một nhân sự để lắp chiếc ghế trống ở vị trí đứng đầu chính phủ. Vai trò Thủ tướng là điều hành hoạt động của các bộ ngành, của cả nền kinh tế, việc thay đổi vào lúc này sẽ gây ra nhiều xáo trộn và đây là hình thủ tướng phạm minh chính bbc cũng dẫn lời ông david hutt nhà nghiên cứu từ viện nghiên cứu châu á ở châu âu nhận định rằng ông tô lâm dường như là một sự thay thế ông phạm minh chính không thể vừa làm thủ tướng vừa làm tổng bí thư được vì vậy ông tô lâm sẽ có thêm 16 tháng tới để giành lợi thế trước đại hội đảng lần thứ 14 thêm nữa ông tô lâm vốn đã đang giữ quyền điều hành đảng cộng sản việt nam Tuy nhiên, ông David Hutt cho rằng ông Tô Lâm cũng có cái khó. Theo thông lệ, Tổng Bí Thư là người đã hoàn thành một nhiệm kỳ trong tứ trụ hoặc từng là thường trực ban bí thư. Tới thời điểm đại hội 14, chỉ có ông Phạm Minh Chính đáp ứng tiêu chí này. Nhưng có lẽ trong bối cảnh thiếu người như hiện nay, các thông lệ có thể được bỏ qua. BBC lưu ý, theo quy định 214, Ban chấp hành Trung ương đảng có thể xem xét trường hợp đặc biệt đối với các ứng viên ghế tổng bí thư. Điều này được hiểu là trong trường hợp cần thiết, ban chấp hành trung ương có thể xem xét chọn người chưa hỏi đủ tất cả các tiêu chuẩn cho vị trí tổng bí thư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thủ chính, kẻ phá bỉnh Tô Lâm trên con đường ngồi vào ghế tổng bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Venezuela chìm trong biểu tình sau những nghi ngờ gian lận bầu cử từ Tổng thống Maduro. Ngày 1 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài, Venezuela căng thẳng leo thang, Tổng thống Maduro muốn đánh nhau với Elon Musk. Theo đó, BBC trích dẫn hãng tin quốc tế cho biết, các cửa hiệu và phương tiện công cộng trên khắp Venezuela đã phải đóng cửa do căng thẳng leo thang sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Và đây là hình bài trên BBC. Nhiều người chọn ở nhà vì có thông tin về việc bắt giữ người của phe đối lập cũng như các vụ bạo lực nhỏ lẻ. Cùng lúc đó, vị tổng thống tái đắc cử Nicolas Maduro lại có cuộc khẩu chiến với tỷ phú Mỹ Elon Musk. BBC cho hay ngày 28 tháng 7, người đứng đầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng là thành viên thuộc đảng của ông Maduro và từng là cố vấn pháp lý của ông này tuyên bố rằng Tổng thống Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Theo đó, ông Maduro đã chiến thắng với 51% số phiếu bầu so với 44% của ứng viên đối lập là Edmundo. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cơ quan này không công bố chi tiết kết quả kiểm phiếu. Phe đối lập cho rằng đây là minh chứng cho thấy kết quả Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố có gian lận. Theo BBC, nhiều cuộc biểu tình ở Venezuela bắt đầu nổ ra sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố. Tính đến sáng ngày 1 tháng 8 giờ Việt Nam, trang web của phe ông Edmundo cho biết ông giành được 67% số phiếu bầu so với con số 30% của ông Maduro. Các cuộc thăm dò độc lập cho thấy tỷ lệ chiến thắng tương tự dành cho ông Edmundo. BBC cho biết tỷ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla và mạng xã hội X, cũng gọi kết quả cuộc bầu cử là gian lận và ông Maduro là tên độc tài. Và đây là hình tổng thống Maduro người giàu nhất hành tinh, cũng đăng tải lại bài viết của Tổng thống Argentina Milley trên mạng xã hội X, kêu gọi ông Maduro hãy nhận ra thất bại sau nhiều năm theo chủ nghĩa xã hội đau khổ, suy đồi và chết chóc. Sau những pha công kích liên tiếp từ ông chủ Tesla, Tổng thống Maduro được cho là đã tuyên chiến trên sóng truyền hình Venezuela vào ngày 29 tháng 7 giờ địa phương. Vẫn theo BBC, đáp lại lời tuyên chiến, tỷ phú Musk viết trên trang X vào sáng ngày 1 tháng 8 giờ Việt Nam, rằng ông chấp nhận lời đề nghị, đồng thời nói thêm rằng ông Maduro sẽ rụt cổ thôi. Ông Musk còn đưa ra lời đề nghị rằng, nếu tôi thắng, ông ta sẽ phải từ bỏ nền độc tài. Nếu ông ta thắng, tôi sẽ tặng ông ta một chuyến đi sao hỏa miễn phí. BBC trích dẫn một hãng truyền thông quốc tế cho biết, trong bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước ngày 31 tháng 7, Tổng thống Maduro cho biết ông đã bác bỏ mọi lời đe dọa, bao gồm cả khả năng Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới. Ông Maduro cam kết rằng đảng theo đường lối xã hội chủ nghĩa của ông đã sẵn sàng công bố toàn bộ số phiếu bầu và cho biết ông đã yêu cầu tòa án tối cao buộc các đảng đối lập phải làm tương tự. Và đây là hình tỷ phú Elmerz tranh cãi về kết quả bỏ phiếu đã dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng và chết chóc. Ông Maduro và các đồng minh trong quân đội cáo buộc đây là một nỗ lực đảo chính. BBC trích dẫn tổ chức theo dõi nhân quyền ngày 31 tháng 7 cho biết họ đã nhận được thông tin có 20 người chết trong các cuộc biểu tình sau bầu cử. BBC cũng cho biết một số đồng minh của ông Maduro như Chủ tịch Quốc hội Chucky nói rằng cần phải bắt giữ ứng viên Edmundo và nhà lãnh đạo cấp cao Maria của phe đối lập. Việc bắt giữ ông Edmundo hoặc bà Maria được đánh giá là một sự leo thang lớn sau khi chính quyền Venezuela đã bắt giữ hai nhà lãnh đạo đối lập khác trong tuần này, bao gồm lãnh đạo đảng dân Ý Freddy. BBC tiếp tục trích dẫn hãng tin quốc tế cho hay, các nhân chứng tại một số thành phố đã chứng kiến các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, cũng như việc những người lái xe máy theo phe đảng cầm quyền tấn công người biểu tình. Các làn sóng biểu tình chống chính phủ trong thập niên qua, với hàng trăm người thiệt mạng, đã dẫn đến sự lên án của quốc tế nhằm vào phe cầm quyền. Nhưng tất cả đều không thể lật đổ được ông Maduro. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Venezuela chìm trong biểu tình sau những nghi ngờ gian lận bầu cử từ Tổng thống Maduro. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.